chuẩn bị hát nào. Ủa, quên nhạc cụ rồi, quên đồ không biểu diễn được. Khán giả giận kìa, căng thẳng quá. Gói trà xanh không độ với chiết xuất lá trà Thái Nguyên, chất chống oxy hóa IgG, không lo căng thẳng mệt mỏi. Hãy uống trà xanh không độ, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Livestream bán hàng hùng đầm bông, chị nhỏ tại to khổng lồ, đầm đất rồi, thiếu tỉnh táo, thiếu sức mạnh, hãy uống tới năng lực number one, tỉnh táo tức thì tăng thêm sức mạnh, đầm cho chị nhỏ tại cho anh hùng uống number one, chốt đơn number one, tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo tức thì. Chúc sức khỏe cha mẹ kính yêu cùng môn và sức khỏe. Trà Thanh Nhiệt Dr. Thanh, món quà sức khỏe. Ôi, mức tháng. Number One Soya, chai mới siêu cool. Siêu đậu nành Number One Soya đóng chai mới. Với đậu nành tự nhiên, siêu nhiều canxi cho xương siêu cứng. Number One Soya, chai mới siêu cool, xương siêu cứng. Mẹ em là vận động viên cầu lông đó, để xem thế nào. Đổ mồ hôi, cơ thể mất nước và khoáng. Bạn đuối sức, hãy uống Active Hương Chanh Muối, bù nước bù khoáng, phục hồi sức mạnh. Ông ơi, vô thay. Number One Active Hương Chanh Muối, bù nước bù khoáng, phục hồi sức mạnh. Buồn ngủ, thiếu tỉnh táo, hãy uống Number One, tăng thêm sức mạnh. Tỉnh táo tức thì. Taco 25 năm hình thành nền tảng công nghiệp và đa ngành, rèn bản lĩnh đương đầu thử thách, chuẩn bị và sẵn sàng cho tương lai. Với ý chí và tinh thần cống hiến, không ngừng tiến bước về phía trước, kiến tạo giá trị thật, vì sự phát triển bền vững và không giới hạn. Taco chúc mừng năm mới Xuân Quý Mão 2023. Bây giờ là 19 giờ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ Bảy ngày 21 tháng 1, tức ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần sẽ có một số nội dung chính sau đây. Nhân viên y tế, người bệnh tại một số bệnh viện ở Hà Nội. Cách đây đúng 50 năm, trước thềm Xuân Quý Sửu 1973, toàn miền Bắc vui đón một cái Tết yên bình thực sự sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa hân hoan chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão. Vui xuân mới nhưng quyết không để... Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 30 Tết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm động viên các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế.